Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, 25 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhà báo Indonesia lo ngại đội tuyển Việt Nam vì điều này. Sếp lớn lên tiếng xác nhận tin quan trọng. Bị Việt Nam phế ngôi, báo Thái Lan buồn bã, nêu sự thật khiến Madam Pang đau đầu. Lý do đặc biệt khiến câu lạc bộ Hàn Quốc nhận lời làm quân xanh cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và thách thức đi tìm người truyền lửa cho tuyển quốc gia. Mời các bạn cùng đón nghe. Bị futsal nữ Việt Nam phế ngôi, báo Thái Lan buồn bã, nêu ra sự thật khiến Madam Pang đau đầu. Các bạn thân mến, mới đây thì truyền thông của Thái Lan cho rằng là bóng đá nước này đang dần đánh mất vị thế đứng đầu ở Đông Nam Á, ở tại nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia khác nhau. Còn nhớ thì bóng đá Thái đã nhiều lần vô địch hoặc là dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á ở nhiều cấp độ các đội tuyển quốc gia khác nhau, cả bóng đá 11 người lẫn futsal. Tuy nhiên thì thành tích của đội tuyển này trong năm 2024 có phần là kém ấn tượng. Mới đây thì trang Thadat của Thái Lan vừa có bài viết điểm lại thành tích của đội nhà. Trong bài viết có bình luận tiêu đề: chuyện gì đang xảy ra khi bóng đá Thái Lan tuột mất ngai vàng ở khu vực Đông Nam Á? Trang này cho rằng bóng đá Thái Lan đang dần đánh mất vị thế của mình trong khu vực. Những kết quả cụ thể của nhiều đội tuyển là minh chứng rõ nhất. Trang này viết: nền bóng đá Thái Lan, cả bóng đá 11 người và futsal đã hoàn toàn rơi khỏi ngôi vương ASEAN khi không cần chờ đội tuyển quốc gia tranh tài ở AFF Cup 2024. Kết quả của từng đội tuyển tại cấp độ khu vực Đông Nam Á chính là câu trả lời tốt nhất. Ở giải U17 Đông Nam Á, Thái Lan chỉ giành vị trí Á quân sau khi thua Úc 8-9 trên chấm luân lưu. Tại giải U19 Đông Nam Á, Thái Lan cũng chỉ giành ngôi Á quân sau khi thua Indonesia 0-1 ở chung kết. Đến giải Futsal Nam Đông Nam Á, Thái Lan cũng chỉ xếp hạng 3, bị loại ở bán kết, thua 1-5 trước Indonesia. Còn ở Futsal Nữ Đông Nam Á, Thái Lan cũng chỉ xếp Á quân sau khi thua tuyển Futsal Nữ Việt Nam 1-2 ở chung kết. Trong khi đó, với đội tuyển quốc gia, Thái Lan thậm chí bị tuyển Lào cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Trang này đã thống kê lại một loạt những kết quả đáng buồn của đội nhà. Theo trang Thadat cho biết, có nhiều lý do dẫn đến việc bóng đá Thái liên tục phải nhận những kết quả không tốt trước các đối thủ cùng khu vực. Trong đó bao gồm mục tiêu của mỗi đội và sự đầu tư từ phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT. Phải thừa nhận rằng các đội tuyển khác ở Đông Nam Á đang nỗ lực phát triển bóng đá của mình bằng mọi cách để mang lại kết quả tốt nhất. Trong khi đó, Thái Lan vẫn nghĩ rằng họ là số 1 Đông Nam Á từ trước cho đến nay, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Sự quan tâm và đầu tư của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã tạo ra vấn đề. Liên đoàn hầu như là chỉ đặt trọng tâm vào đội tuyển quốc gia. Chẳng hạn như là sau 6 trận ở vòng loại World Cup 2026, tuyển Thái Lan nhận tổng số tiền thưởng là 11 triệu bạt. Trong khi tuyển Futsal Nam dù vào đến vòng knockout ở World Cup cũng chỉ nhận 2,5 triệu bạt, chưa kể đến các đội trẻ hay đội nữ. Chẳng hạn với đội tuyển U23, ngay cả việc tìm kiếm đối thủ để toàn đội có thể giao hữu chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á 2026 cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đội tuyển quốc gia cũng đang gặp vấn đề. Ban đầu thì chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch, nhưng bây giờ chúng ta phải tập trung vào mục tiêu là vào đến bán kết. Các bạn thân mến, tới đây thì tại AFF Cup, Thái Lan nằm ở tại bảng A cùng với Malaysia, Singapore, Campuchia và Đông Timor. Cách đây chưa lâu, Voi Chiến thi đấu 2 trận giao hữu nhằm chạy đà cho AFF Cup, nhưng kết quả là không mấy ấn tượng, bị cả Liban và đội yếu như là đội tuyển Lào cầm hòa ngay trên sân nhà của mình. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì Chủ tịch Erick Thohir của Indonesia đã lên tiếng về lực lượng, xác nhận một thông tin quan trọng cho đội tuyển này. Trong buổi trao đổi mới nhất với truyền thông trong nước, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI là ông Erick Thohir xác nhận thông tin khá quan trọng, đó là việc thủ thành số 1 đội tuyển quốc gia Martin Pitt chắc chắn là sẽ không thi đấu ở AFF Cup. Martin Pitt nhập tịch Indonesia cách đây chưa lâu, nhưng anh đã ngay lập tức trở thành thủ môn số 1 đội tuyển quốc gia Indonesia, liên tục ghi dấu ấn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Thủ môn này hiện đang trong giai đoạn nghỉ ở đội bóng chủ quản FC Dallas của Mỹ
và anh vẫn đang đi du lịch cùng gia đình tại Indonesia. Ông Shin Tae-yong cũng đã triệu tập 25 cầu thủ trong đợt tập huấn tại Bali nhưng không gọi Martin Pitt. Có hai thủ môn được chọn là Cahia và Setio. Theo chủ tịch Thohir cho biết thì ưu tiên hàng đầu với Martin Pitt là nghỉ ngơi để hồi phục sau quãng thời gian dài thi đấu đầy vất vả. Các cầu thủ không phải là người máy nên họ cần thời gian để nghỉ ngơi. Dù thi đấu 1 năm hay là 9 tháng, họ cần nghỉ 1-2 tháng và điều đó là hoàn toàn bình thường. Nếu Martin Pitt buộc phải thi đấu ở AFF Cup và dính chấn thương, đội tuyển Indonesia sẽ rất khó để có thể tìm người thay thế. Chính vì vậy mà cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi thay vì là thi đấu ở AFF Cup. Ông Erik Thohir đích thân lên tiếng xác nhận. Như vậy là với việc Martin Pitt vắng mặt thì có thể coi là một thông tin vui với đối thủ của Indonesia mà trong đó có Việt Nam của chúng ta. Các học trò của ông Kim Sang-sik có thể tận dụng cơ hội này để hướng đến mục tiêu ghi bàn và giành kết quả có lợi khi chạm trán Indonesia từ vòng bảng AFF Cup 2024. Trong khi đó, chủ tịch Thohir cũng tiết lộ một thông tin khác, đó là mục tiêu của đội tuyển này tại AFF Cup. Người đứng đầu ngành bóng đá của Indonesia khẳng định liên đoàn không đặt chỉ tiêu cụ thể nào cho thầy trò ông Shin Tae-yong. Chúng tôi không giao chỉ tiêu cụ thể cho đội tuyển quốc gia ở AFF Cup. Mục tiêu của toàn đội là cống hiến những gì tốt nhất. Chúng tôi muốn điều tốt nhất. Nếu chúng tôi có thể giành chiến thắng thì đó là điều thật tuyệt vời. AFF Cup là cơ hội để cho các tuyển thủ trẻ bắt đầu thay thế vai trò của các đàn anh trên 23 tuổi. Tôi muốn sử dụng các cầu thủ U22 để chuẩn bị cho SEA Games, nhưng tất nhiên huấn luyện viên trưởng cũng sẽ có tính toán của riêng mình. Vâng, thì có thể thấy việc tuyển Indonesia không đặt nặng thành tích ở AFF Cup cũng có thể tạo thêm cơ hội cho các ứng viên khác như là Việt Nam, Thái Lan hay là Malaysia. Cũng liên quan đến đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở AFF Cup 2024 tới đây thì mới đây một nhà báo người Indonesia của trang Bola vừa có bài bình luận trước thềm AFF Cup với tiêu đề: có chiều sâu đội hình, Việt Nam và Philippines là những đối thủ mà chúng ta phải cảnh giác nhất ở AFF Cup. Phóng viên người Indonesia này cho rằng là chiều sâu đội hình và sự tự tin chính là vũ khí mạnh nhất của Việt Nam ở giải sắp tới. Anh này viết: các trận đấu tại bảng B AFF Cup 2024 đang thu hút nhiều sự chú ý bởi sự góp mặt của tuyển Indonesia vốn sở hữu phong độ tốt. Tuy nhiên thì các đội khác cũng có thực lực khiến cho đội tuyển này phải cảnh giác. Có hai đội được dự đoán là đối thủ lớn nhất của tuyển Indonesia ở vòng đấu bảng, đó là tuyển Việt Nam và Philippines. Hai đội này vẫn sở hữu thực lực vượt trội so với hai đội còn lại là Myanmar và Lào. Việt Nam hướng đến AFF Cup với sự tự tin nhất định. Dưới sự dẫn dắt của ông Kim Sang-sik, họ muốn chứng minh sự hồi phục sau khi sa sút dưới thời ông Philippe Djoulaye. Ở AFF Cup, tuyển Việt Nam vẫn là đội có chiều sâu đội hình. Họ có tiềm năng tăng cường trở lại những trụ cột như Ngọc Hải, Quang Hải, Văn Thanh hay là Nguyễn Tiến Linh và những ngôi sao khác. Dưới sự chỉ đạo của ông Kim Sang-sik, họ còn trải qua đợt tập huấn ở Hàn Quốc với 3 trận đá tập để trau dồi lối chơi. Việt Nam từng 2 lần lên ngôi ở giải đấu danh giá của Đông Nam Á. Họ vẫn đang duy trì tinh thần cao độ để bắt nhịp sức mạnh của tuyển Indonesia. Cây bút Venusius của trang Bola của Indonesia bình luận. Trong khi đó thì Adi Iaska, một phóng viên thể thao khác cũng đến từ trang Bola, tỏ ra bất ngờ khi ông Kim Sang-sik không triệu tập đội trưởng Đỗ Hùng Dũng vào đội hình chuẩn bị cho AFF Cup. Việt Nam đã loại đội trưởng khỏi AFF Cup bao gồm các trận đấu với tuyển Indonesia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định không triệu tập Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup, dù cầu thủ này từng góp mặt trong danh sách trước trận đấu gần nhất giữa tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ hồi tháng 10. Tuy nhiên, Hùng Dũng không ra sân mà chỉ dự bị, khi hai tiền vệ khác đã chính là Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long. Cây bút của Indonesia cũng đề cập đến nguyên nhân dẫn đến việc là ông Kim Sang-sik loại Hùng Dũng. Việc Hùng Dũng bị gạch tên trước AFF Cup có thể xuất phát từ yếu tố tuổi tác, phong độ và thể trạng. Cầu thủ này đã 31 tuổi. Anh thi đấu cho tuyển Việt Nam từ năm 2018, có 44 lần ra sân, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn và nhận 1 thẻ vàng. Cầu thủ này được cho là có vấn đề về hô hấp, thường xuyên bị cảm lạnh vào mùa đông. Các bạn thân mến, tại AFF Cup tới đây thì giới chuyên môn đánh giá hai đội là Việt Nam và Indonesia là những ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vào bán kết. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Kim Sang-sik khó có thể tìm cánh tay nối dài, hay nói một cách khác là người truyền lửa cho tuyển Việt Nam sau khi ông đã gạch tên Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng ở AFF Cup 2024.
Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là ai sẽ là thủ lĩnh của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024? Ngược về quá khứ thì bên cạnh khả năng xây dựng chiến thuật có trong tay nhóm cầu thủ xuất sắc hay là may mắn, yếu tố để làm nên thành công suốt một thời gian dài của huấn luyện viên Park Hang-seo không gì khác là khâu tổ chức. Ông tổ chức được một đội bóng đoàn kết và kỷ luật. Tất nhiên thì để làm được điều này, ông thầy người Hàn Quốc rất chính xác khi chọn cho tuyển Việt Nam những thủ lĩnh thực thụ đảm bảo sự đoàn kết trong phòng thay đồ. Từ Ngọc Hải, Hùng Dũng rồi sau đó là Bùi Thiên Dũng, ngoài việc đáp ứng được khả năng chuyên môn, còn đóng vai trò là cánh tay nối dài giúp cho ông Park Hang-seo và các cầu thủ hiểu nhau hơn, qua đó tạo ra hành trình kỳ diệu cho bóng đá Việt Nam suốt những năm từ năm 2018 cho đến năm 2022. Chưa hết, tố chất thủ lĩnh của các cầu thủ được ông Park chọn đeo băng thủ quân còn thể hiện ngay trên sân. Những thời khắc tuyển Việt Nam cần vực dậy tinh thần rõ ràng, Hùng Dũng hay là Bùi Thiên Dũng và đặc biệt là Ngọc Hải đã làm rất tốt khi được giao trách nhiệm. Tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024 nhiều khả năng là không có sự phục vụ của những Ngọc Hải hay là Hùng Dũng khi hai cựu binh này không được ông Kim Sang-sik triệu tập cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Việc cả hai thủ quân của tuyển Việt Nam những năm trước đây bị loại vì chuyên môn đi xuống do ảnh hưởng của tuổi tác, dù là không đơn giản để tìm người thay thế nhưng chắc chắn là không phải bó tay. Tuy nhiên thì để tìm được cái tên đủ năng lực, uy tín, mang băng thủ quân cho các đàn anh lại không dễ dàng với ông Kim Sang-sik. Bởi vào lúc này, chúng ta thực sự là hiếm người có tố chất như là Ngọc Hải hay Hùng Dũng. Quang Hải, Tiến Linh và Hoàng Đức về chuyên môn thì đang là trụ cột trên đội tuyển. Các cầu thủ này mang băng thủ quân tại câu lạc bộ nhưng không thực sự là nổi bật ở khả năng lãnh đạo, tạo động lực và duy trì sự gắn kết trong đội. Thế nên tìm được một thủ quân thực sự cho đội tuyển vào lúc này đang là thách thức không nhỏ với ông Kim Sang-sik bên cạnh những vấn đề về chuyên môn. Lý do đặc biệt khiến cho câu lạc bộ Hàn Quốc nhận lời làm quân xanh cho tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, dù đang trong giai đoạn trụ hạng căng thẳng, câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motors vẫn bố trí đội hình đá tập với tuyển Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, lý do khiến cho Jeonbuk Hyundai Motors đồng ý làm quân xanh cho tuyển Việt Nam đá tập chính là vì huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng nhiều năm gắn bó với Jeonbuk trên cương vị là cầu thủ cũng như là huấn luyện viên. Ông đã giúp cho Jeonbuk giành chức vô địch K-League vào năm 2009-2011, về nhì tại AFC Champions League 2011 trên cương vị là cầu thủ. Còn trong sự nghiệp huấn luyện, ông Kim cùng câu lạc bộ này đăng quang tại K-League 2021 và giành The Cup FA vào năm 2022. Ở mùa giải 2024, Jeonbuk có thành tích không tốt, đội bóng cũ của thuyền trưởng tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 6 đội ở nửa dưới bảng xếp hạng và phải thi đấu vòng trụ hạng. Kết thúc 38 vòng, vòng cuối cùng của K-League 2024, Jeonbuk đứng thứ 3 từ dưới lên. Họ không xuống hạng trực tiếp nhưng phải đá play-off với Daegu FC, cũng là đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận đá tập đầu tiên diễn ra vào ngày 29 tháng 11 để tranh suất trụ lại tại giải đấu cao nhất của Hàn Quốc. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12. Ngày 24 tháng 11, tuyển Việt Nam có hai buổi tập ở hai địa điểm khác nhau tại Gyeongju của Hàn Quốc. Buổi sáng các cầu thủ rèn thể lực. Trong khi đó, buổi chiều, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành phần lớn thời gian để tập chiến thuật, tăng cường sự nhuần nhuyễn trong các phương án tấn công và phòng ngự. Trong hai ngày tiếp tới đây, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì mật độ tập luyện hai buổi mỗi ngày với nội dung tăng cường thể lực vào buổi sáng và rèn chiến thuật vào buổi chiều. Mới đây thì trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng hé lộ về tình hình của đội tuyển. Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải thích nghi với bất kỳ môi trường tập luyện hay là thi đấu như thế nào. Chúng tôi học cách thích nghi nhanh nhất có thể. VFF và ban huấn luyện đã chọn Hàn Quốc làm địa điểm tập huấn nhằm giúp đội rèn thể lực, rèn chiến thuật chuẩn bị cho AFF Cup. Tôi nghĩ đây là điểm tập huấn khá tốt cho đội tuyển. Các bạn thân mến, trong thông tin cuối cùng của bản tin trưa ngày hôm nay, mời các bạn đến với nội dung tiền đạo nhập tịch Việt Nam gây sốt. Gần đây thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh đời thường của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, cầu thủ của Nam Định. Theo đó thì người hâm mộ đã bắt gặp anh chở vợ con trên một chiếc xe máy trên đường phố và tạt vào vỉa hè để mua bánh chuối, món ăn quen thuộc của Việt Nam. Sau khi hình ảnh được cho đăng tải, người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Nhiều người khen Xuân Son thích nghi khá nhanh với văn hóa của người Việt Nam, để từ đó hy vọng là anh sẽ nhanh chóng xuất hiện trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hồi cuối năm 2019, tiền đạo này bắt đầu sang Việt Nam thi đấu và đã có gần 5 năm gắn bó với giải đất hình chữ S.
Mới đây nhất, vào chiều ngày 15 tháng 10, Xuân Son chính thức có quốc tịch Việt Nam. Anh không ngần ngại bày tỏ mong muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Theo thông tin từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Xuân Son có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup. Hiện tại, VFF cũng đã báo cáo trường hợp của Xuân Son lên FIFA, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và đang chờ xác nhận. Nếu mọi thứ thuận lợi theo lịch trình, Xuân Son có thể bắt đầu thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam từ trận gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 21 tháng 12 năm 2024. Sau khoảng thời gian đầu mùa giải không thi đấu như ý, Xuân Son mới đây đã trở lại với cú hat-trick ghi được vào lưới Bình Dương ở vòng 9 V-League. Anh đã cân bằng số bàn thắng của Tiến Linh trên bảng xếp hạng vừa phá lưới. Trước mắt anh sẽ cùng với Thép Xanh Nam Định chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp câu lạc bộ Liman của Hồng Kông vào ngày 27 tháng 11 trong khuôn khổ AFC Champions League 2, Cúp C2 châu Á. Nếu giành được kết quả thắng ở trận này, đội bóng của anh chắc chắn là có vé đi tiếp sớm một vòng đấu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.